Xin mời mọi Hello người, các bạn. mình đã nghe đây. Chào mừng các bạn đến với kênh mình. Các bạn có ăn Tết vui vẻ không? Thì các bạn thấy ăn Tết vui vẻ thì hãy comment ở dưới nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm series về review game. Hôm nay mình sẽ review game của mình. Game này có tên là Island Kingdom. Ok. Đây là cây đào của mình này các bạn ơi. Mình ăn Tết rất là vui vẻ các bạn. Đây là game Trung Quốc hay sao ấy. Mình để link game này ở dưới nhá. Nếu các bạn thấy game này hay thì hãy tải nhá. Và nhớ đừng tiêm một like nào, hãy like kênh mình và muốn đăng ký. Được. Ok, anh đang vào. Đang nói gì vậy? Không biết. Ok, mình chọn tài khoản đánh nhé, đang của mình. Em muốn xem cái này cơ, em muốn. Ơ, mình có 30... Lâu ấy nhỉ? Các bạn thông cảm tí nhá. 300 đồng giờ mình lại kết nối tên này. Mình có 300 đồng đồng này. Đầu tiên mình đang có 300 đồng các bạn ạ. Ok, nó bắt đầu nó bắt mình xây. Mình có thêm cây này.
thêm nhà nữa anh. Cái này chơi là khó, rất là khó các bạn ơi, mình không hiểu, không chả biết chơi được gì. Đừng đi ra đấy. Sao không làm được nhỉ? Xây được rất là nhiều nhà mà mình nó hết đẹp luôn. Rồi, con xem mình làm gì đấy. Mình nhé. Mình cần 80 đồng để thêm nhà lúa nữa. Không phải đền lúa, trồng lúa thôi, trồng lúa. Mình cần gỗ. Nằm gỗ. Ok, mình làm một rồi, yeah. Họ hai tận 2 phút rồi này. Xây nhà thôi, còn lâu mình xây nhà. Mình không đủ tiền. Ôi thật sao vậy? Thôi mình sắp làm xong rồi. Mình xây 2 ngôi nhà đắt quá. Không nhìn gì nữa. Lâu quá mình dừng dừng kia. Cái em được trứng rồi bạn ơi. 5 trứng rồi. Đường, anh nghĩ đây là người rừng đấy. Anh đây là người rừng tuần. Cái mình xây tiếp. Cái lúa. Mình phải có lúa mình mới làm được con, mình mới thu tập được trứng các bạn ơi. Mình xây một cái nhà nhá. Mình xây một cái nhà để đây. Ta phải ấn được ở trên. Xây lại. Để mình để đây. Ơ, à, sao à bây giờ không đủ người. Phải đợi người á là hai thằng nữa. Đó, hai thằng sắp xong rồi. Thằng nó sắp xong rồi, chơi luôn. Đi xong rồi nha. Ok, xong rồi. Xây nhà thôi. Anh em lấy mấy gì à? Ừ. Được tiền nhá. Đi em đi em, anh ơi. Xây được một cái nhà nữa. Ok, xây được 2 ngôi nhà rồi. Ui dâu, năm mình mua 5 cái gì? Lúa, 5 lúa. 5 lúa được một cái sao? Ê, mình có bao nhiêu dân nhỉ? Ba cái, 3 người dân. Lâu nhỉ? 4 người dân rồi anh ơi. 4 người dân rồi anh ơi. Thôi về 80 đồng á, đắt nhỉ. Anh ơi, 4 người dân, 4 người rồi. Anh thấy 4 người rồi. 200 trẻ, 200 cần lúa. Lúa đâu rồi? Mình cứ làm lúa. Nó sao có lúa nhỉ?
Mình có người. À, phải có tiền. Không tiền sao? Anh không tiền gì vậy? Không được chưa vậy? Ừ. Con đảo mình sắp lên là V4 nữa các bạn ơi. Đấy, thằng này có hình trái tim mà. Ê, có tiền rồi. Đúng rồi, tiền mấy tiền đấy? Ô, quảng cáo. Ôi dìa, chơi gì? Trò chơi mình này chơi gì à? Các bạn thông cảm tí nha. Quảng cáo mất tầm 18 giây. No. Thua luôn. Nên thằng ờ à, cái này mình chơi rồi. Mà nó ra cái mới. Đấy là ừ. Ui, cái này mới không? Đẹp rồi. Đứa nào cũng đói. Ừ. Mình xây lúa ra không? Nó chết đói chết. Rồi đã có thêm nhiều nhà. Ui, nhà đẹp, nhà nhấu nhỉ. Cây tiếp luôn. Lúa 80 đồng. Ok, thưa các bạn ơi, bây giờ mình đã review game rồi xong rồi. Nếu các bạn này game này hay, hãy tặng mình một like, một đăng ký. Và các bạn, nếu được bao nhiêu lì xì nói với mình nhá. Mình được gần 1 triệu rồi. Ok, bye bye. Bye. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.